Thủ tướng Trung Cộng Ông Gia Bảo tới thăm nơi xảy ra động đất, tin từ Vân Nam. Thủ tướng Trung Cộng Ông Gia Bảo hôm qua đã đến thăm các nạn nhân của trận động đất ở tỉnh Vân Nam thuộc miền Tây Nam đất nước sau khi thiên tai xảy ra làm ít nhất 80 người bị thiệt mạng. Tân Hoa Xã đưa tin trận động đất mạnh 5.6 độ Richter đã xảy ra tại một khu vực miền núi nghèo khó với cơ sở hạ tầng và viễn thông yếu kém. Hơn 795 người đã bị thương, số người chết có thể còn tăng lên do tin tức đang được loan ra từ các khu vực bị cô lập. Ông Ông Gia Bảo đã bay tới huyện Jibin ở tỉnh Tứ Xuyên và đi bằng tàu hỏa đến huyện Nghi Lương của tỉnh Vân Nam là nơi gần tâm chấn và cũng là nơi có nhiều người bị thiệt mạng nhiều nhất. Thủ tướng đã kêu gọi tăng cường cứu nạn và đẩy mạnh các nỗ lực cứu trợ tại các vùng bị thiệt hại. Ông nhấn mạnh sự cần thiết để giảm thiểu thương vong. Lực lượng cứu nạn ở tỉnh Vân Nam cho biết, vào cuối ngày hôm qua, họ đã tới được 90% trong 6 huyện thuộc thành phố Rào Toàn, là nơi đang có tới 740.000 người bị ảnh hưởng sau trận động đất. Cơ quan phụ trách vấn đề dân sự của tỉnh Vân Nam ước tính thiệt hại kinh tế lên tới 3.5 tỷ nhân dân tệ, tương đương 3.552 triệu Mỹ Kim.